Chào các bạn, tôi là Hoàng. Trong khóa học này thì tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức thực hiện một bộ phim hoạt hình 3D dựa trên công nghệ render thời gian thực. Và như các bạn đã biết thì là việc làm ra một bộ phim hoạt hình cực kỳ là khó khăn và phức tạp và trải qua rất là nhiều các công đoạn khác nhau. Thì trong khóa học này thì tôi mong muốn là truyền đạt những cái kiến thức cơ bản nhất để các bạn có thể là hình dung rõ nét nhất về cái cách thức để thực hiện một bộ phim. Điều đặc biệt mà các bạn thấy ở đây là những bộ phim mà chúng ta đang xem thì là chúng ta sẽ không mất thời gian để chúng ta kết xuất đi hình ảnh. Mà đây là một cái bước mà với cách làm truyền thống thì chúng ta thấy là nó sẽ tốn rất nhiều về thời gian, tiền bạc và công sức cho chúng ta. Với một bộ phim khoảng 1 tiếng thì chúng ta chỉ mất khoảng nửa ngày. Nếu so với cách làm truyền thống thì chúng ta sẽ mất vài tháng. Thì đấy là điểm mạnh của phần mềm render thời gian thực. Và khóa học này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để tạo ra một bộ phim hoạt hình nhanh nhất và đơn giản nhất. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nào. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.